Xin chào các bác ạ, lâu lắm rồi hôm nay em mới lại có thời gian lên video cho các bác xem ạ. Các bác vẫn chưa quên lò văn rèn đúng không ạ? Em thì từ đầu năm giờ bận công việc nên là chưa lên được video. Hôm nay mới có thời gian lên video cho các bác xem ạ. Và video hôm nay em cho các bác xem là vẫn là về dao Damascus nha các bác. Em sẽ quay tổng thể từ khâu đánh phôi lên đến hoàn thiện của con dao Damascus ạ. Bây giờ nó vẫn đang là một cục phôi được nhiều là lớp thép ghép với nhau nha các bác. Và em sẽ đánh để cho nó thành nguyên khối ạ. Về cách đánh này thì em cũng đã ở những video trước em cũng đã nói nhiều rồi, cho nên là ở video này em sẽ không nói nhiều nữa mà sẽ để cho các bác được trải nghiệm, được nhìn được, xem những công đoạn em làm nha các bác. Và sản phẩm hôm nay em làm thì em sẽ tính là lên được một con dao parang ạ. Dao đi rừng dao parang nha các bác. Nhà em nhận đặt dao thép lớp mà theo yêu cầu. Các bác nào mà có muốn mua sản phẩm nào của nhà em thì liên hệ qua số Zalo giúp em 0982551539 nha các bác. Em sẽ nhận những đơn của các bác đặt hàng theo yêu cầu ạ. Hàng của nhà em là có bảo hành nên các bác cứ yên tâm. Ngoài ra bên em vẫn nhận đặt cuốc, thủng các loại nha các bác. Các bác muốn có nhu cầu mua thì liên hệ với bên em ạ. Để đánh được một cục phôi nhiều lớp thép này nó thành một nguyên khối là mất rất nhiều thời gian nha các bác. Và độ tỉ mỉ rất là cao. Chỉ cần mình sơ suất một tí là mình thép nó sẽ hỏng. Các bác xem video thì nhấn chuông đăng ký kênh giúp em nhé. Nhận được những video tiếp theo của kênh ạ. Em hứa từ giờ trở đi thì cũng sẽ thường xuyên ra video hơn để cho các bác xem. Chứ không để như thời gian một trước lâu quá, không có thời gian lên video cho bác xem. Em cũng cảm ơn các bác trong thời gian qua em không có thời gian để lên video nhưng các bác vẫn nhiệt liệt ủng hộ kênh của nhà em ạ. Em rất là vui và em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ.
sau khi mà đã rèn được ra nguyên khối rồi thì em sẽ đánh lên thành hình dáng của con dao em muốn đánh nha các bác. Đối với dòng dao thép lớp này thì lên giá thành thì nó cũng có hơi cao so với hàng xe nhíp xe trước đây em làm ạ. Nhưng ngược trở lại là cái công làm được một con dao đời ma cốt này nó cũng rất là tỉ mỉ, rất là lâu. Có một số bác cũng cứ lên bình luận bảo tại sao không báo giá luôn trên video. Thì qua đây em cũng báo giá luôn là dao pa răng thép lớp này em bán lên với giá là hoàn thiện lên là 1.500.000 một con dao pa răng nha các bác. Em đang chỉnh dáng của con dao, chỉnh dáng và chỉnh độ bằng phẳng của dao. Và đây là em đang đánh phần lưỡi dao. Với dòng dao thép lớp này thì em cũng nhiều làm nhiều mẫu mã kích thước khác nhau nha các bác. Dao bầu, dao nhọn, dao chặt, dao thái, đủ các loại ạ. Đối với dòng dao Damascus này nó có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Mỗi khách thích mỗi kiểu nên em làm rất nhiều dáng. Các bác muốn xem được hết mẫu của bên em thì liên hệ qua Zalo với em nhé, em sẽ gửi mẫu cho các bác xem ạ. Đây là hai sản phẩm em vừa tạo rèn tạo dáng đây nha các bác. Một thanh phôi thép lớp dày như ban đầu đấy, em đánh ra là được hai con này ạ. Và bây giờ là em đang chỉnh sửa dáng theo đúng theo yêu cầu mẫu dao mà khách đặt ạ. Và sau khi chỉnh sửa xong dáng rồi thì bây giờ em đi mài để chỉnh lấy dáng của lưỡi và sống dao nha các bác. Để làm nên được một con dao nó trải qua rất nhiều công đoạn, từ làm phôi, xếp phôi, xong rồi ghép phôi, rèn phôi, rất nhiều công đoạn.
Và với dòng dao Damascus này thì em cũng có nhiều loại, đó là loại về 50 lớp thép, 100 lớp thép, 150 lớp thép và 200 lớp thép nha các bác. Mỗi lớp thép khác nhau thì nó sẽ có giá thành khác nhau ạ. Với con dao như hôm nay em làm cho các bác xem trên live là con dao 100 lớp thép ạ. Khi mài mình càng mài nhẵn nhủi bao nhiêu thì lên vân nó sẽ đẹp. Mài xong rồi thì em đi nhiệt luyện nha các bác. Và với dòng dao này thì em nhiệt luyện với dầu ạ. Còn về cách nhiệt luyện thế nào thì em cũng đã nói nhiều rồi nên là em không nói kỹ về phần này nữa. Còn đối với dòng dao Damascus này thì khả năng giữ độ bén của lưỡi là cao nha các bác. Nó giữ độ bén của lưỡi rất là bền ạ. Và cái dao Damascus này khi làm xong hoàn thiện lên nó sẽ lên hoa văn. Khi về các bác dùng, các bác mà mài lại nó sẽ mất cái hoa văn. Nhưng mà khi các bác mài thật kỹ, kỹ đánh bóng kỹ mà thì nó lại sẽ lại lên vân lại nha các bác. Bây giờ là em đi đánh bóng thô. Mình càng đánh bóng kỹ thì lên vân nó sẽ càng đẹp. Và dao nó cũng mịn đẹp đều nha các bác. Với dòng dao này là mình mài kỹ và đánh bóng kỹ nó sẽ mất hết tất cả các vết búa ở trên mình dao. Thì nó sẽ lên được hoa văn nha các bác. Đối với dòng dao này thì cái độ thẩm mỹ là nó cao hơn dòng dao nhíp xe rất là nhiều ạ. Các bác muốn đặt hàng dao Damascus thì liên hệ qua số Zalo giúp em là 0982 551 539 nha các bác. Và lâu nay em mới lại có thời gian lên video, là hy vọng các bác vẫn chưa quên em và tiếp tục xem những video của em và ủng hộ kênh của nhà em ạ. Đây là công đoạn em đang đi làm chuôi dao.
làm chuôi xong rồi thì em lại tiếp tục quay lại công đoạn làm dao, và bây giờ là công đoạn em đi đánh bóng mịn nha các bác. Bác nào mà muốn mua luôn sản phẩm như trên live em đang làm đây thì để lại số điện thoại cho em nhé. Em sẽ liên hệ lại với các bác để tư vấn cho các bác về mẫu mã, về kích thước em đang làm. Các bác ok thì em sẽ chốt đơn cho các bác. Và đối với dòng sản phẩm này thì em làm là các bác là đợi hàng là hơi lâu. Hàng này làm yêu thơ cầu độ tỉ mỉ rất cao nên là em làm là phải mất là mấy ngày mới được một con dao ạ. Đánh bóng xong rồi thì bây giờ em đến công đoạn đi mài. Mài để lấy lưỡi nha các bác. Và với kiểu mài thì mài dao chặt sẽ khác và mài dao thái nó cũng khác. Mài xong rồi thì bây giờ em sẽ đi ngâm với dung dịch để là lên vân nha các bác. Trong khi chờ đợi thì em sẽ đi làm đánh bóng lại chuôi dao ạ. Làm mịn chuôi dao nha các bác. Và với chuôi dao này là em làm bằng khâu là bằng khâu sừng. Và có chốt pin ạ. Đây, và bây giờ dao đã lên được hoa văn rồi nha các bác. Đây là em lên like thì em ngâm với dung dịch để cho nó lên vân cho các bác nhìn thôi. Cần làm mình càng đánh bóng kỹ thì không cần ngâm dung dịch là nó vẫn sẽ lên được vân nha các bác. Vì đây nó là vân thật, vân tự nhiên chứ nó không phải là vân tạo. Nên là các bác cứ làm mà làm kỹ, đánh bóng kỹ là nó sẽ tự lên vân ạ. Và bây giờ em sẽ tra cán cho các bác lên dao để hoàn thiện nha các bác. Như cách đây mấy hôm cũng có bác Hoàng Tùng ở ngoài Hà Nội vào thăm, nhưng mà hôm đó em cũng vội quá nên không có thời gian để lên quay video đăng hình cho các bác xem. Bác ý vào đặt hàng và khách không ý, bác bảo tiếc quá không có thời gian để lại để lên like. Bác Tùng là một trong những vị khách rất là yêu quý Lò Văn Rèn.
bác Tùng cũng đã mua rau la ma cớt này của nhà em là 3 hay là 4 con rồi các bác, em cũng không nhớ rõ nữa. Và giờ bác cũng đang tiếp tục đặt hàng nhưng em chưa làm được để trả bác. Và đây là sản phẩm hoàn thiện nha các bác. Con dao parang em vừa làm là xong trên live cho các bác xem đây ạ. Hoa văn đây ạ. Và dao là dao chuôi khâu sừng chốt pin nha các bác. Video của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Và các bác tiếp tục ủng hộ kênh của nhà em nha các bác. Em xin cảm ơn ạ.